về. Duyên Ly chào mừng tất cả mọi người đến với hội thao MMI 2017. Sports Day is one of our key events for the year. Through sports activities, we encourage our children to lead an active and sporty life since young. Hội thao là một trong những sự kiện quan trọng trong năm của trường. Thông qua những hoạt động thể thao, các bé sẽ được định hướng đến một cuộc sống năng nổ và khỏe khoắn hơn từ khi còn bé. It also forges team spirit, builds resilience and endurance, and develops a fair play attitude throughout their life. Ngoài ra, thể thao còn giúp rèn luyện tinh thần đồng đội, xây dựng sức chịu đựng và nghị lực, đồng thời còn phát triển một thái độ công bằng trong cuộc sống. Our theme for this year is Teamwork Makes the Dream Work. Chủ đề năm nay của chúng tôi là làm việc theo nhóm, làm cho nhóm làm việc. It emphasizes on the importance of teamwork and collaboration with others. We hope that through this event, those positive attributes will become part of our children's lives. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm việc theo nhóm và sự hợp tác với những người khác. Nhà trường hy vọng rằng thông qua sự kiện này, những tính cách tích cực sẽ trở thành một phần cuộc sống của các bé. Our sports day will be competitive this year. The first three teams will receive gold, silver, and bronze medals. Please try your best to go for it. We will cheer you on from here. Hội thao năm nay sẽ vô cùng gay cấn. Ba đội thắng cuộc sẽ được nhận huy chương vàng, bạc, đồng. Mọi người hãy chơi cố hết sức, chơi hết mình. Chúng tôi sẽ cổ vũ cho các bạn. So let's welcome our sports teams. First up, we have the purple team. The purple team is led by Miss Vivian and Miss Nhung. And the athletes are... Đội Purple! Hải Dương, Khánh Hào, An Yên, Tường Vân, Thiên An, Thanh Hải, Phúc Minh. Lucy and Miss Quinn, and the athletes are Đội Blue, Tia, Binh, Bon Chun, Ken, Kiwi, Phú Hồng, Tam Châu, Kim Tân, Bảo Anh, Hồng Phúc and Aiden. And Miss Tan, and the athletes are Diary, Danny.
Mọi người vừa được gặp các đội rồi. Bây giờ chúng ta hãy chào đón bé Honey và mẹ của bé. Thắp lên ngọn đuốc của ngày hội thao hôm nay. Đã tới lúc để nghe hai màn cổ động chào xuân của các đội chúng ta rồi. Mọi người lưu ý, màn chào xuân được tính như một hạng mục trong cuộc thi hôm nay. Vì vậy mọi người hãy cố gắng hết sức nha. Okay, come line up, please. Stay at the back. Okay. Are you ready, purple team? Are you ready? Yeah! Oh,
Stephen was the judge for those cheers. So, what is your verdict? Well, in the lead we have the purple team. You know, là đội purple. Followed by yellow. Tiếp theo là đội yellow. And in third place we have red. Kế tiếp chính là đội red. In fifth place we have blue. Tiếp theo là blue. And last but not least we have green in sixth place. Và tiếp theo là green and orange. School. Parents, if you could kindly step to this side of the field so you can watch your children dance. Cả tháng trước cô và các bé đã luyện tập 3 bài nhảy cùng với nhau. Vì vậy, vui lòng các vị phụ huynh vui lòng bước sang bên đây của sân để có thể xem và thưởng thức các bài nhảy của các bé ạ. Spanish and French, off the bench, you gotta earn it. You would pay like, is it true that you want it? Thank you.
Okay, weren't they great? Now, without further ado, let's get started on our games. Không để mọi người chần chừ nữa, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi hôm nay. This afternoon we have 3 games to play. Hôm nay chúng ta sẽ có 3 trò chơi. Each team will be scored on what place they come in the game. Mỗi đội sẽ được tính điểm theo thứ tự mà mình về đích trong trò chơi. For example, if you came first, you'll receive 6 points. And if you come last, you'll receive 1. Ví dụ, nếu đội nào về trước tiên sẽ nhận được 6 điểm, nhưng nếu ngược lại, bạn đến cuối cùng sẽ nhận được 1 điểm thôi. At the end of the night, whoever has the most points will win this competition. Yeah. Sau 3 vòng thi, đội nào có nhiều điểm nhất sẽ là đội thắng cuộc hôm nay. Alright, I think it's time to get the show on the road. First, we have a game called the Hoop Pass. Yeah, không chần chừ thêm nữa. Trò chơi đầu tiên của chúng ta mang tên là vòng tròn chật hẹp. So each team will stand in line. Parents, please stand with your children. Now, everyone hold on to the hands of the people on each side. Mỗi đội sẽ đứng thành một hàng. Ba mẹ vui lòng đứng cùng với bé của mình. Bây giờ mọi người hãy nắm tay người đứng hai bên của mình ấy. The aim is to get the hoop to the other end of the line. But you cannot let go of each other's hands. If you watch some of the teachers, they will demonstrate how to do it. Mục tiêu là để đưa vòng tròn đến cuối hàng. Nhưng nhớ rằng các bạn không được buông tay của người đứng hai bên mình ra. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn các giáo viên của mình chơi. Don't use your hands, Miss Lucy. Miss Lucy, chút nữa thôi là cô đã buông tay ra rồi. Very good. So the aim is to get the hoop all the way to the other end of your team. Hãy cố gắng hết sức để đưa vòng tròn đến cuối hàng nhé. Okay, so this is our hoop. Are you ready? Yeah.
red team. Còn không may cho đội red là về cuối cùng. Okay, points will be given. Bây giờ chúng ta sẽ chơi đến trò chơi tiếp theo ạ. This game we call the walk and roll. Each team will stand in line with the parents between the children. Trò chơi này có tên là đi đều, lăn đều. Mỗi đội sẽ đứng thành một hàng. Ba mẹ sẽ đứng xen kẽ với các bé của mình. The aim is to walk in the team to get the canvas roll to the end. Mục tiêu là cố gắng đưa tấm bạc đến đích nhanh nhất có thể. Chia các đội thành hai nhóm nhỏ, nhóm một nhóm đứng bên đây và một nhóm đứng bên phía bên kia của sân cỏ. If you all just wait, first we'll watch some of the teachers demonstrate the game. Yeah, bây giờ chúng ta hãy xem cô giáo minh họa trò chơi. Và các con phải nắm lấy eo của ba mẹ của mình thật là chặt nhé. And as a team, you will walk to get the canvas roll all the way to the end. Mọi người sẽ đi thành một đội đến đích của mình. Ready teachers, ready, set, go. Tới rồi phải nhảy ra khỏi bao khỏi tấm bạc liền rồi để đội bên kia sẽ nhảy lên. Team B.
Blue team sẽ win hả? What about the green team? Đội green thì sao hả? What about the orange team? Will they win? Đội orange sẽ thắng không? I don't know. I think the yellow team might win. Yeah, không ai biết. Đội yellow thì sao hả? What about the red team? The red! Okay. Green, blue, and yellow tying for second. Đội yellow đây là đội hai đội đứng gì ạ? Green is on 10 points in third place. Yeah, đội green đang đứng thứ ba. Orange is in fifth place, fourth place on 9 points. Đội cam đang có được 9 điểm à? And following lastly is red on 6 points. Rồi đội đỏ đang được 6 điểm à? Now on to our third and final game. This one is called the three-legged relay. Yeah, bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi cuối cùng. So once again, the team teachers will split you into two groups. Giờ cho mình mang tên là tiếp xúc ba chân. Các cô sẽ chia các đội thành hai nhóm nhỏ. One half will stay at this end of the field and the other half will move to the other end. Nhóm nhỏ đầu tiên sẽ đứng ở bên đây của sân cỏ và nhóm nhỏ còn lại sẽ đứng ở bên kia của sân cỏ. Parents with one of your legs tied to one of your child's legs. Một chân của ba mẹ phải cùng với một chân của các bé. Your aim is to run to the other end of the field using only three legs. When you arrive, make sure to touch the next couple and they will run back to this end. When every couple has run, the team must sit down. First team to sit down wins. Mục tiêu là chạy tới mép bên kia của sân cỏ chỉ bằng với ba chân. Khi các đội đến nơi thì phải chắc chắn rằng mình phải đặt tay vào cặp đôi tiếp theo để cặp đôi tiếp theo sẽ chạy ngược về phía bên đây của sân cỏ. Cặp nào đã đi rồi thì phải ngồi xuống. Đội nào có tất cả các cặp đều ngồi xuống hết đầu tiên sẽ là đội chiến thắng. So if you watch closely, some of the teachers will demonstrate how it's done. Yeah, bây giờ các cô giáo sẽ lên minh họa trò chơi ạ. Okay, so when your team, when everybody has run, please sit down and the team teachers must raise the flag. Oh!
Hẹn gặp lại mọi người vào hội thao năm sau.